Chị có hai giai đoạn, một giai đoạn chị định dừng, không làm nghề nữa. Yeah. Sau đó chị quay lại, lại một cái giai đoạn thứ hai, dừng. Và tạm thời không diễn sân khấu nữa. Yeah. Làm những cái việc ở ngoài, vậy thôi. Yeah. Nhưng bây giờ nó lại quay trở vô, không biết có phải hay không. Thật ra cái giai đoạn dừng thứ hai là giai đoạn dừng khá là lâu của chị đối với sân khấu. Mười mấy năm. Mười bốn năm, yeah, theo em, năm. em nhớ. Yeah. À, điều gì đã thôi thúc chị? Và để đưa chị quay trở lại với sân khấu Nó không có cụ thể uh -huh. Không có nói thành lời được Nó giống như sự thôi thúc rồi trừ trong trái tim mình vậy đó yeah. Nhiều khi Bạn á Người này hợp người không hợp Nhưng có đôi khi yêu mình cũng không biết tại sao Thiệt có những cái Ủa sao nó kỳ quá mà sao mình yêu nó say đắm Cái bông này nó đẹp không Cái bông này nhưng mà mình không thích cái bông này Mình thích cái bông này nè Đôi khi mình không nói thành lời Thì cái tình yêu sân khấu vậy đó Nó cũng rất vất vả nó cũng không bằng phẳng đâu nhưng mà mình cứ đam mê một cái lúc nào đó nó nằm ở trong tim mình nó nằm ừ. im đó, cảm giác là một góc gì đó. Nhưng mà lúc nào nó cũng theo dõi mình nghe, mình vừa động đậy hay là mình có một cái nhịp đập cái gì đó là nó trỗi dậy liền, mình cảm giác gác rồi mười mấy năm mình sống vật vờ rồi một lúc nào đó mình chợt hiểu rằng ồ, cái trái tim mình nó thôi bút mình phải quay trở lại. Còn ngoài ra có những cái cụ thể là luyện cho mình có một cái thói quen là vận động phải làm việc phải làm việc phải làm việc tại trên sân khấu nó làm ghê lắm và một cái thói quen một cái nhịp tại vì sân khấu là hàng đêm mình phải diễn mà nó phải một cái nhịp giống như nó rèn luyện sức khỏe mình lại chắc đó chỉ là cái cớ thôi à, để vui để gặp bạn bè chị nghĩ cũng là một cái cớ thôi nhưng thật ra cái cái ghê gớm nhất ở trong một cái con người mà cái diễn viên sân khấu là cái vai diễn của mình khi mà một nghệ sĩ mà đã có một cái niềm đam mê với sân khấu nhất là nghệ sĩ sân khấu kịch ấy, thì cái niềm đam mê nó rất là cháy bỏng, ừ. dường như nó trở thành một cái điều không thể thiếu trong cuộc đời của họ và khi mà họ quyết định rời cái sân khấu đó, thì có rất nhiều lý do, Đúng rồi. có thể là một là mình không còn lửa với sân khấu, Đúng rồi. hai là mình không hòa hợp được với những người trong sân khấu. Thế thì điều gì đã khiến cho Thanh Thủy rời bỏ sân khấu? Không biết là chị có nên nói hay không Thôi mình nói vậy đi Mình phải chấp nhận đó là quy luật ha yeah. Ủa vợ chồng ta sống với nhau Cho đến 6, 70 tuổi Có những cái đứa con là tài sản quý giá nhất Rồi có những cái tài sản vật chất Để mà mình sinh sống tồn tại Vất vả lắm, đôi khi đấu tranh cả khoảng thời gian tuổi trẻ Rồi nước mắt Rồi đôi khi mình phải nói là máu nữa đúng không yeah. Rồi cuối cùng phải tan Vậy thì trong công việc Thì chị nghĩ nó cũng vậy thôi, có lúc Mắc buộc nó phải dừng lại. Vì mình không còn hợp nhau nữa. Vì mình không còn hiểu nhau nữa. Vì mình không chung vai đấu cật với nhau nữa. Thì thôi, mình phải chia tay thôi. Em nghĩ mọi người thường có xu hướng là... Phân biệt rạch ròi giữa cảm xúc và công việc. Ừ. Có nghĩa là nếu đó là công việc rồi... Thì mình chỉ cần biết đó là công việc. Và làm ừ. tốt nhiệm vụ của mình. Ừ. Không đặt nặng quá nhiều cảm xúc vào. Và tránh những ảnh hưởng... Đến cái việc mình đang làm. Thế thì vì sao nghệ sĩ thanh thủy lại để những cái suy nghĩ đó nó ảnh hưởng đến những cái quyết định của mình chị biết yeah. cái đó là cái không có lợi chị biết cái đó là cái nó đã cản trở mình rất nhiều nhưng không biết làm sao được vì đó là bản chất rồi nhiều người nói chị là con điên <laughs> nhưng mà đôi khi chị thấy điên cũng hạnh phúc yeah. vì mình được sống thật và mình được làm cái điều mình muốn em biết người điên ta có biết sợ gì đâu yeah. Đúng không. Nhưng mà khi mà chị làm cái chuyện đó, thì có tư vấn hoặc là tâm sự với một ai đó để người ta có thể đưa ra những cái lời khuyên hoặc thậm chí người ta ở mức an ủi hoặc là lắng nghe mình để tránh những cái trường hợp là đôi khi mình có những cái quyết định không đúng, nó không phù hợp chẳng hạn. Có, chị có nói. Nhưng thật ra nói chỉ là giải tỏa để nó đừng có bị vỡ nó bí bách trong trái tim mình thôi nhưng chị luôn luôn là người tự quyết định vậy theo chị thì sống cảm tính quá là sướng hay khổ ừ chị không biết mọi người sao à. nhưng chị cảm thấy cho đến giờ phút này thì chị cảm thấy hạnh phúc